Ok. Có lỗi. Rồi. Mình quay live stream ha. Bữa nay mình nấu ăn. Bữa nay ngày chay. Chánh ở trên lắc á, chánh không tìm được cái bo rô. Mà chánh cũng cố tình chánh không không xài hành luôn, cho nên thôi mình có gì mình nấu đó. Ở đây chánh có một chút xíu nấm mối. Thì cái nấm mối bình thường là cái màu nó sẽ sáng hơn cái màu này. Nhưng mà cái nấm này họ để được 2 ngày rồi. Cho nên là khi mà để 2 ngày thì cái nấm mối nó sẽ bị chuyển qua cái màu. Nó hơi đậm màu giống như vậy. Còn này là rau rừng. Người ta gọi ở trên này người ta gọi đâu này là rau lũi. Rau lũi thì nói chung là rau rừng của đồng bào trên này. Họ nói là ăn cái này nó rất là nhiều mấy cái xơ, chất xơ rất là nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Còn cái nấm mối thì cả nhà mình biết rồi. Nấm mối mắc khủng khiếp, nhưng mà cái này nấm mối rừng. Cho nó cũng khác xa với lại so cái nấm mối mà mình hay thấy ở dưới. Thường nấm mối dưới thì thấy nó nhỏ nhỏ nhỏ, còn nấm mối này thì họ nấm mối rừng, cho nên họ thấy rồi họ đã cứ để đó, chừng nào mà cần hái thì họ hái, nhưng mà để lâu chút xíu nó sẽ đậm màu lên nha. Chánh sẽ làm cái món đó cho cả nhà coi rất là dễ. Ở đây chánh có mấy cái tay nấm mối nè, chánh cắt này ra xíu đi, chánh xé thôi, chánh tách nó ra vậy, chánh xé cho nó dễ ha. Nấm mối nó ngọt như thịt gà vậy đó. Bữa nay ngày chay cho nên chánh cũng không có nấu món mặn ha. Đây là chân nấm nè, xé chân nấm ra xíu. Chánh xài thêm một cái tay nấm mối nữa như thế này. Nấm mối này mình xào chung với rau rừng, chánh nghĩ bá đạo lắm. Chánh mới vừa nghĩ ra cái món này nãy, mình nghĩ chắc ngọt dữ lắm. Nấm mối này là nấm mối của đồng bào trên này. Chứ mày nấm mối mình thấy dưới đồng bằng như Bến Tre thì có nấm mối này nọ. Nên nấm này nó cực kỳ bự. Ha, chánh xé nấm mối là như vậy. Mình lấy thêm một miếng nữa đi. Cho nó nhiều nhiều xíu, chánh lấy cái này nhỏ nhỏ thôi. Rồi, cất nấm mối cho anh này định đây. Xè nhiều quá. Rồi, xé ra thôi. Rồi ha. Chánh vẫn làm nấm mối như là bình thường, chánh hay làm mấy nấm đông cô hay nấm bào ngư gì đó. Chánh vẫn sẽ áp chảo nó. Rất là ngon. Gà. Rồi, chánh cho nấm mối vô trong chảo đang nóng nè. Chảo đang nóng nè. Chánh chưa có cho dầu gì trong đây nha, cả nhà lưu ý ha. Bây giờ chánh sẽ cho đây một xíu muối, rất là thơm. Được không? Giờ chánh sẽ cho miếng dầu vô đây. Chánh đảo này sơ kìa. Cho miếng dầu ăn vô đây. Miếng nữa. Thơm quá, mùi thơm đặc trưng kinh khủng. Không có xào với lại rau mùi bo rô hay là hành tỏi gì á, mùi mối tự nhiên thơm quá. Chánh có tình chánh xào cho dầu cho nó vàng cứng cái nấm mối là một chút xíu. Chứ nếu mà mình gấp quá đó, cái nấm của mình nó sẽ hồ nó sẽ bị lền ra, nó rất là kỳ. Chánh sẽ để cho nó vàng cứng một chút xíu ha. Hồi nãy mình ăn nó rất là giòn giòn mà nó ngọt. Chú bạn nói là Trường ơi, nấm mối sờ tỏi không đã ngon kinh khủng rồi. Nấm mối là mắc khủng khiếp. Nhưng mà chúng sẽ xào cho nó cứng rồi. Chúng sẽ xào dầu cho nó vàng giòn bên ngoài nó cứng lại chút xíu. Ở nhà biết không, lúc mà chánh đứng ở đây á, cái cảm giác của mình khi mà mình bỏ nấm mối vô trong cái chảo dầu nóng á, nó thơm lắm. Nó thơm mà bình thường là chánh hay xào đồ với lại tỏi hay là bo rô, nếu mà đồ chay á mình không có cảm nhận được cái mùi thơm của nó. Bữa nay mình cảm nhận được cái mùi của nó đặc trưng kinh khủng. Rồi bây giờ mình cần cho cái dầu của mình nó nóng thật là nóng để mình xào cái rau của mình nó không có bị ỉu nhiều mà nó vẫn còn màu. Bây giờ chánh sẽ để cái nấm mối vào một bên như vậy ha.
thơm quá. Ở đây chẳng có rau rừng, rau rừng nãy mấy chị mới vừa hái cho chánh nè, chánh bỏ vô nè, cái lập tới chánh bỏ miếng đường vô liền. Rồi xào nhanh lên. Xào quá thì cái rau rừng này của mình nó sẽ bị nát đi, mà mình xào lửa nhỏ cũng sẽ bị nát đi. Chánh có tình hồi nãy chánh phải ở đây, chánh không có bếp ga để kéo được ở đây, chánh phải lấy một cái bếp than mà chánh bỏ thật là nhiều than vô cho nó lửa lớn lên. Khi mà đầu mình thấy cái rau rừng của mình mà nó chuyển qua màu đậm như vậy đó là được rồi nè cả nhà. Giờ mình biết lý do sao mà nãy chánh bỏ nhiều dầu vậy, chánh bỏ nhiều dầu cho rau nó bóng. Rồi mình ngưng ha, chánh sẽ cho xíu tiêu vô đây là mình xong đây. Yeah, dĩa xào mà nó mắc tiền, chỉ là dĩa nấm mối xào rau rừng thôi mà cái dĩa nó mắc tiền, tại rau rừng này nó cũng mắc mà nấm mối nó cũng mắc. Trời ơi nó thơm, cái mùi rau rừng đó, nó rất là đặc trưng. Cái rau này người ta còn gọi là rau lủi, còn cái mùi nấm mối không cần phải bàn luôn ha. Đang giờ mưa bốc khói nuốt nước miếng ực luôn à. Trời. Rồi, bữa nay ngày trai livestream vậy cho cả nhà coi thôi, nãy là stream cái lắc digital rồi. Rồi, bye bye.